Dạ, con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh Bonsai Lộc Thỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay con có đến địa điểm vườn kiểng ở trên các đầu ven thuộc ở trên kênh là vườn của anh Dũng nha, ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì ngày hôm nay anh Dũng cũng có rất là đa dạng mặt hàng bonsai để bàn để giao lưu với cô chú anh chị mình ha, cũng như linh sam, kim quýt, đặc biệt là có một cây hồng sim cũ rất là to đẹp nữa cô chú, như nguyệt quế thì cây cũng rất là to, rất là đa dạng mặt hàng. Rồi em chào anh Dũng ơi. Rồi em xin chào anh em ha. Rồi chào chủ kênh luôn ha. Là hôm nay em có về một số cây để giao lưu với anh em ha. Thành phẩm có, bán thành phẩm có, cây phôi có ha. Rồi em vô cây số 1 ha, là cây nguyệt quế lá nhỏ. Cây này nó cái độ tuổi nó cao khoảng chừng sáu mấy 70 năm nha anh em. Cây phơm tán dù có cành phóng rất Dạ là đẹp nữa cô chú. cây cây này cái cây bàn trà ha. Cái tàn phóng ra nó rất rất đẹp. Củ rất là to Dạ tròn anh ha. yeah. Cây rất là khỏe luôn cô chú, rễ mền rất là nhiều nha. Cái này hồi đó nó trồng ở trong cái hũ nha anh em, trong cái hũ mà mình lấy ra nó cũng dễ. Thằng sáng rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Mấy cái này là mình cắt ha, để mình làm mấy cái cây bonsai nhỏ vậy cũng được nữa nè, để cho nó ấm ở dưới thôi. Kiểu như mình làm một cây bonsai con trên thân anh ha. Dạ Dạ rồi, cho em xin cái thông số chiều cao trước đi anh. rồi cái thót thân của nó là 1,5 m ha, Dạ. rồi cái chiều cao nó có khoảng chừng độ là 2,2 m với 2,5 m đó nè. Cái thằng phóng ra ha, cái thằng phóng ra nó cả 2 m Dạ rồi. rồi, chi cành nó cũng lớn hết trơn anh em. Cái thằng phóng này, cái này để em đo thử, nó bay ra là 25 đó anh em ơi. Dạ rồi. Rồi em đo cái thân ha, em đo thân chân vị trí này thôi ha, là 76 Dạ rồi, mình đi. đo Rồi cái xích cũ luôn đi anh. xích xuống cây cũ ha. Cái cũ này là cũ nạc nha anh em, chứ không có rễ ha. Cũ nạc luôn là nó tầm khoảng là 122 á, 20 đi. Dạ, rất là to với cô chú. Cũ Rồi rất em là đẹp đo nha. trên này ha, đo trên chỗ này ha, vị trí này ha, vị trí này là nó 57. Dạ rồi. Rồi cây này nếu mà giao lưu với anh em là cái số điện thoại của em là 0981117055, giao lưu luôn ha anh em. Là cái này là anh em cứ liên hệ với mình báo giá cây này ha, tại vì cây lớn. Cây này em không có báo giá trực tiếp lên trên đây được ha. Rồi anh em là liên hệ với mình là kết bạn Zalo rồi em báo giá luôn, rồi chi phí chuyên chở gì anh em mình tính ha. Rồi là cây số 1. Dạ rồi, mình đổi cây luôn ha. Dạ đổi cây luôn. Rồi cây Dạ số tiếp tục là cây số 2, là cũng là nguyệt quế nha anh em. Mày dâm ra quá trời ghế luôn nè. cây phong Dạ. tàn tứ diện với cô chú ơi. Tứ diện ha. Rồi chiều cao nó là 1,5 m. Cái hoành là em đo trên vị trí này hết em, là nó 46. Dạ rồi. Nhưng dưới này đó là nó, cái cũ đi. Cái cũ nó là 77. Rất là to với cô chú. Là cái chi số 1 nó là bự hơn ngón tay cái em ha. Này tứ diện ha. Dâm nó cũng ra hết trơn rồi. Cái thằng này lá chung anh em, chứ không phải lá nhỏ ha. Rồi mình đo cái Rồi phơm tán luôn đi anh. Phơm phân tán lá tán nó cho ra em. hả? Dạ. Phân tán nó ra là cỡ đâu rồi, nó là 95. Dạ rồi. Cái tán một, tán số 1 nó là 48. Rồi ha, em quay vòng ha. Cây tứ diện đẹp ha, cây sống khỏe anh em, đế cũng lực ha. Dạ rồi, cho em xin Rồi giá giao lưu cây mã số 2 luôn anh rồi ha. cây mã số 2 này em giao lưu với anh em là 3,2 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ rồi, giá là 3 triệu 2 thôi với cô chú. Rồi xuống 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 Vô cây xuống. tiếp theo luôn anh Dũng ơi. Rồi cây số 3 là cây sam siêu bông ha, quả trời bông nó có dáng đỏ ha. Bông rực rỡ hết với cô chú ơi. Nhà cái này nó cũng liền rồi, về chơi được rồi, vô chậu mình chơi. Gốc cành rất là to với cô chú. Coi Thân rất là già đây. nó đổ xuống là 70 nha anh em. Cái thân của nó là 18, 18 mấy, 18 đây. Cái cũ nó là 58.
Rồi cây sam siêu bông gián đổ này em giao lưu với anh em là 1,5 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi giá là 1,5 triệu. Ừ. Cái đó ra nữa kìa, lấy cái đó ra. Mã số 4. Rồi mã số 4 ha anh em. Cũng là sam siêu bông ha. Này cũng như tiểu phu quái tử ha. Cộng cái với cháu. Đất lượng rất là đẹp đó, chú. Ừ. Rồi chiều cao của cái cây này là 56. Tán ngang của nó là 70. Hoành trang vị trí này ha anh em. Rồi 17. Cái cũ ơi. Rồi cái cũ là 51. Rất là to với cô chú, nhiều cô đế đặt cây rất là già luôn. Ha. Rồi em quay vòng báo giá ha. Rồi cây này em bao ship toàn quốc luôn là 1,4 triệu. Cây kia. Vô tiếp. Mã số 5. Một cây dáng bay với cô chú ơi. Dạ. Rồi mã số 5 cũng là siêu bông ha anh em. Cây dáng bay rất là đẹp ha. Cô chú. Bay ha. Rồi chiều cao nó 49. Nó bay ra là 85. Hoành thân trang vị chứ này ha anh em. 17, 16 đi. Mình chị hao tính 16 anh ha. 16 đi. Dạ. Rồi cái cũ nó 49. Chi cành cũng có hết trơn ha anh em. Đây này về thay chậu chơi à. Rồi cây sam dáng bay này siêu bông này là cây số mấy, số 5 à? Dạ mã số 5. Mã số 5 này là em giao lưu với anh em cũng là 1,4 triệu luôn ha. Ha. Dạ rồi. Rồi. Mã số 6 cũng là sam siêu bông anh ha. Dạ cũng là sam siêu bông. Một cây dáng trực lắc lượng với cô chú ơi, gốc cành cũng rất là dài. Nó cũng ra bông quá trời luôn nè. Cây đang cho bông. Đang cho bông. Rồi chiều cao nó là 47. Tán ngang nó là 65. Hoành thân em đo vị trí này ha. 18. Dạ rồi, 19 nếu anh Dũng anh tính 18 đây. Thôi nha. Rồi cây sam mã số 6 anh. Mã số 6 này là em giao lưu với anh em là 1,2 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, giá số điện thoại của em là 0981117055 nha anh em. Zalo luôn ha. Mã số 7, một cây hồng sim với cô chú. Rồi, mã số 7 một cây hồng sim. Đây, cây đang còn cái chùm bông nữa với cô chú. Đây. Cái chùm bông này. Cũ thì rất là nở anh ha. Dạ, cũ đặc luôn, nguyên cái cục nạc. Cái này nó ra anh em cắt dưới này ha. Đủ ha. Để chị cam đo đây thôi. Nó 35. Hoành của nó ngay chân này là 21. Dạ rồi. Cái cũ đây ha, cũ đặc luôn nha anh em. Là nó 59. Rồi em giao lưu cái cây hồng sim này là 1,000,000 ha, em bao ship toàn quốc luôn. Mã số 8, một cây mai chiếu hỷ nu đột biến với cô chú ơi. Dạ, mã số 8 ha. Cụm rừng ha anh em. Cây nu điều mình hết, rất là đẹp với cô chú. Có cành sữa cũng rất là to anh ha. Dạ, nó lên trên đầu lên đây. Quá được tới đâu là lên nu tới đó với cô chú ơi. Rồi tán ngang nó là 98. Tổng cái hoành ha là 49. Chiều cao nó là 80. Rồi ha, em quay vòng báo giá ha. Mình cần đo cái thằng nó to nhất chính giữa không? Dạ mình đo một thằng đại diện đi anh. Thằng đại diện ha. Cây mã số 8 cắn nè. Cắn mấy cái nụ. 15 đi. Rồi thằng đại diện 15 với cô chú ơi. Rồi cây này em giao lưu với anh em bao ship toàn quốc luôn 2,5 triệu ha. Hai đóng thùng luôn cũng không còn nhiêu nha anh em. Một cây nu đột biến. Rồi mấy cái chậu xi măng là em xin phép là em gửi chậu lên nha.
đừng cho nó nhẹ tiền phí chứ không gì. Rồi mã số 9 cũng là một cây nu đột biến với cô chú. Nu đột biến luôn. Đây, cây này nó có cái cục nu này rất là đẹp với cô chú. Nó bự quá. Chà bá nha. Như một cái bánh cam luôn quý cô chú ơi. Đúng là cụm rừng ha. Rồi em đo cái hoành nó ha. Hoành tổng cái hoành nó là 35. Chiều cao nó 50. Bán ngang 58. Rồi em quay vòng báo giá ha. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 900 luôn ha. Mã số 8, ồ mã số 9 chứ, mã số 9 giá 900 luôn quý cô chú ơi. Dạ. Rồi đây là mã số 10 ha. Cũng là một cây nu đột biến luôn quý cô chú ơi. Nu đột biến luôn. Nó cũng có bánh cam rồi nhiều lắm. Đây. Cây tàn gớt ha. Phong cao cành gớt. Cây nhẹ không hả? Tiếp nhận. Em đo cái cũ dần này ha. Là 42. Dạ rồi. Rồi hoành của nó là 24. Hoành vị trí nhỏ nhất anh ha. Ừ. Dạ rồi. Cao của nó là 39. Tán ngang của nó là 40. Rồi em quay vòng báo giá ha. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 1 triệu ha. Rồi 1 triệu đồng cho cây mã số 10 với cô chú ơi. Dạ. Rồi mã 11. Cây này cốt cành rất là to luôn cô chú. Mai chư thủy ha. Mai chư thủy này là thằng này là kim thanh mai. Da đen. Rồi chiều cao nó 29. Tán ngang nó 34. Hoành em đo với này ha. 28. Dạ rồi. Rồi em quay vòng báo giá ha. Rồi cái này em giao lưu với anh em 900 ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Số điện thoại của em là 0981117055 ha. Zalo luôn ha. Nhớ số giùm dùm tôi ha. Tên mã số 12. Mã số 12. 12 là một cây kim quýt với cô chú. Dạ. Kim quýt nó đang mang trái đây. Dạ, trái nè. Đây, cái trái kim quýt là mình ăn nó chỉ ho luôn nha quý cô chú. Cây phơm tàn ấm mịn hết rồi quý cô chú ơi. Cây này cây 12, 11 à? Dạ 12. Cây 12 ha. Là cây kim quýt ha. Cây dáng mẫu tử quý cô chú. Chiều cao nó 38. Tán ngang nó 46. Hoành thân nó 17. Nó nằm dài là 29. Rồi em quay vòng báo giá ha. Mấy cái chậu xi măng này em xin phép là em lấy lại nha. Để ship nó cũng bể hết trơn nhưng mà nó nặng. Tiền ship nó nhiều chứ. Em bán giá cũng vừa chơi cho anh em chơi ha. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 1 triệu rưỡi ha. Rồi 1 triệu rưỡi cho cây mã số 12 với cô chú ơi. Dạ. Rồi mã số 13 cũng là kim quýt ha. Này em sửa em vô dây rồi em lật lá nó nha. Rồi tán ngang nó là 38. Chiều cao nó là 25. Hoành em đo chân vị trí này ha. Là 17. Dạ rồi. Cái cũ nó ha. Cái cũ nó là 35. Rồi quay vòng báo giá ha. Đây là 13, 12. Dạ mã số 13. Cây 13 này em giao lưu với anh em là 800 ha. Rồi cây 14. 14 cũng là một cây kim quýt ha. Rồi chiều cao nó 28. Hoành nó là 23, 22 đây. Em bá xui lắm. Dạ rồi. Tán ngang không? Dạ mình đo phong tán đi anh. Ngang 30. Rồi em quay vòng báo giá ha. Rồi cái này giao lưu với anh em 600. 600 ngàn cho cái mã số. Dạ báo ship toàn quốc luôn. Đây này.
gọi cũng là cây kim quýt hay anh em. Đụng cái đó, đụng đó hả? Được rồi. Mã số 15 với cô chú ơi. Rồi, mã số 15 cũng có duyên ha. Tán ngang mấy này nhỏ mà 24. Hoành nó 14. Chiều cao 20. Nằm dài cũng được ha anh em. Giao lưu rẻ mà. Rồi giao lưu cây này 400. 400 cho kẹp mã số 15. Rồi mã số 16. Cũng nằm ha. Nằm như một con thú lết anh em. Chiều dài nó 19. Tán ngang 22. Chiều cao 13. Rồi quay vòng báo giá ha. Rồi cây này cũng 400 luôn. Dạ, rồi. Mã số 17. Rồi, mã số 17 ha. Cũng là một cây kim quýt mini để bàn luôn. Cái bàn cái này vô chậu nghe, cái rễ nó cũng còn như này nè, ta đổ bột dừa. Rồi chiều cao nó 19. Rồi hoành nó 17. Tán ngang 22. Rồi giao lưu cây này 600 ha anh em. 600 ngàn cho cây mã số 17 với cô chú ơi. Dạ. Mã số 18. Rồi mã số 18 cũng là kim quýt ha anh em. Cây này tàn rớt ha. Quá trời bắn đọt. Rồi chiều cao nó 37. Hoành 22. Tán ngang nó 45. Rồi cái này giao lưu với anh em 800. 800 ngàn cho mã số 18 với cô chú ơi. Rồi cây mã số 19 ha. Cũng là kim quýt luôn ha. Quá trời bắn luôn. Chiều cao nó 30. Quanh trên này đi. Quanh này là 21. Tán ngang nó 30. Rồi giao lưu cây này là 1 triệu ha. Không bao ship cầu quắc luôn. Mã số 19 với cô chú. Rồi. Cây 20. Cây 20 luôn ha. Đế bắp bắp rất là to nè quý cô chú. Chiều cao nó 25. Tán ngang nó 34. Cái gì em cũng trừ hao hết trơn ha anh em. Em đo chân vị chứ này, trên này đây. 19. Dưới này nó là 25. Củ cũng lớn ha. Rồi quay vòng báo giá luôn ha. Rồi cây này em giao lưu cũng giao lưu là 1 triệu luôn ha. 1 triệu đồng cho cây mã số 20. Mục tiêu. Thôi. 21 là một cây me anh ha. Dạ, 21 là một cây me ha. Cây me này phối nha anh em. Phối 3 cây lại ha. 3 chọc 1 với cô chú ơi. Dạ. Cây củ đế rất là tròn. Em đo cái củ nữa ha. Em báo này báo cái củ thôi. Cái củ nó là 65. Này không có đo thang liền anh em. Chiều cao nó là 40. Đo thang nhỏ nhỏ mình phối 3 cây rồi đó. Cái này vô cái dĩa ha. Này phối cũng gần cả năm mà. Nó cũng dính cứ ngắt hết à. Rồi ha. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 900 ha. Cây me ha. 900 ngàn cho cây mã số dạ. 21 với cô chú ơi. Rồi cây 22 cũng là cây me ha anh em. Cây me này rất là quái với cô chú. Mã số 22. Rồi chiều cao nó là 33.
cái cũ dân này ha, đó cũ quái quái 27, thoát thân lên là 26. Rồi em quay vòng báo giá ha. Rồi cái này giao lưu với anh em mà 350 luôn, em bao ship toàn quốc luôn. Mấy cái chậu là em xin phép lấy lại nha anh em, tại vì có chậu nữa cái nó căng ký nặng hết tiền luôn. Đây mã số 23 anh ha. Rồi cái mã số 23 cũng là cây me ha anh em, này là dòng me chua nha quý cô chú. Dạ. Chiều cao nó 18. Còn cái cũ như này thôi ha, 28, tán ngang nó là 35. Rồi cũng 350 luôn anh em ơi, hai cây đó, hai cây trồng một cũng được. Đây. Rồi tiếp tục cũng là cái máy chiếu thủy anh em, cây 24 anh ha, cây 24 này da đen ha, bề đế rất là đều quý cô chú nha. Cái đo cụ đế, cụ đế nó hết là 74 ha anh em. Quỳnh thân chân vị trí này là 32 ha, sống khỏe rồi ha. Chiều cao nó là 25. Rồi em quay vòng báo giá ha. Rồi cây này 500, 500 ngàn mã số dạ. 24. Rồi cây 25 cũng là mai chiếu thủy da đen luôn ha anh em, cây này rất là quái nè quý cô chú. Rồi chiều cao nó 29, quanh nó chân eo ha, eo nó 25, nó nằm dài xuống, nằm dài 25 luôn. Rồi giao lưu với anh em 400, 400 cho cây mã số 25. Dạ. Rồi cái 26 cũng là da đen luôn ha. Rồi chiều cao nó 22, quanh này nó 26, nguyên cái cũ nó luôn là 72, cũng đặt luôn anh em. Rồi giao lưu anh em cũng là 400 luôn, 400 cho cái mã số 26. Còn lại cái 27 chữ này tính nãy quên kêu nó đẩy cái me lên. Tiếp theo mã số 27 luôn anh Dũng ơi. Rồi mã số 27 là me phối men anh em, tự nhiên mình ghép lại đó, này cũng gần cả năm rồi, như ba cây nãy vậy đó, cây này là 7 cây, 27, 7 cây luôn với cô chú ơi, 3, 4, 5, 6, 7 cây, nguyên một cái cục ha, này cũng gần cả năm rồi, nó cứng nhắc hết trơn à. Bây giờ đo nguyên cái này luôn là nó 109 anh em à, cũ nữa ha. Chiều cao của nó là 53, tán ngang của nó là 115. Này phối me ha anh em. Rồi giao lưu cái củ me này là 2 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi giá 2 triệu cho cây mã số 27. Rồi. Rồi tiếp mã số 28 luôn anh Dũng ơi. Rồi mã số 28 ha, là cây bông giấy sát pháo ha anh em. Này đánh tàn gớt xuống là im ha. Rồi chiều cao nó là 105, thoát thân là 79, quạnh đo đây ha, 34, 35, 34 dạ. Yeah, rồi rồi cây này em giao lưu với anh em 800 ha, bởi vì cái này em làm gọn lên, em ship bông giấy nó không có chết nha nè. Cây 29. Rồi tiếp tục bông giá 29 ha, cũng là sát pháo anh em. Vậy anh em muốn đặt thế nào đặt ha, nhưng mà em thấy cái thế này coi cũng được nè. Rồi
Rồi nó nằm dài là 58. Quanh năm đó này ha. 24. Cái này em bán cây phôi cho anh em nghe, lỡ nó gãy mấy cái này thì nó cũng lên anh em. Cây rất là quái với cô chú. Dạ. Yeah. Rồi cái này em giao lưu với anh em 700. 700 cho mã số. Yeah. 29. Tất cả mấy cái chậu xi măng này em lấy lại cho nghe anh em, để ông Thành ông bể cũng vậy à. Một cây khế với cô chú. Vô tiếp theo mã số 30 luôn anh đây. Dạ, cây khế ha. Này khế chua ha anh em. Một cục nó khế chua. Lỡ văn này anh em. Nắng ha, cũng sức hết trơn ha. Bị táp nắng thôi với cô chú, mình đưa thời gian nó sẽ kéo nhựa qua nha. Dạ. Mã số 30. Mã số 30 là chiều cao chân này ha, 29. Quanh em đo chân này ha, 36. Em đo nguyên con thú này luôn ha. Này lê thú thôi, 85. Lỡ có dập mấy cái chi cành này gì anh em nuôi lại nha. Cái này em bán cái phôi nha anh em. Em vô dây định hình cho anh em vậy đó. Mấy cái này nữa bẻ lên cái đầu gói nó cũng gọn. Rồi cây này em giao lưu với anh em 1.2 triệu ha. 1.2 triệu. Rồi em gói gọn lại cái là xong. Tiếp cây 31 anh ha. Rồi cây 31. Một cây khế luôn. Là một cây khế. Là cây cú líp nha anh em. Đây, con đứng từ xa cho biết cô chú anh chị mình xem cái bể đế nó đây. Rất là to. Đế sải bự. Nha. Cây này mà cô chú anh chị mình chốt thì cái bầu nó cũng rất là to đó, với cô chú vận chuyển nó cũng nó bắn hết trơn ha. Rất là kỳ công nha. Quá mục. Mục nó bắn từ lơ hết. Nó bị cái thẹo này hồi xưa người ta cắt ngang nè, nó lên bây giờ cái chọc nó bự lắm mà, để em đo cái chọc ra. Nó cũng bò nhựa rất là mạnh anh ha. Mạnh nè. Cái chọc nó là 31 á. Dạ rồi. Bề đế rất là đều với cô chú. Dạ nó đặc biệt nó lên mấy cây tử vòng vòng hết trơn. Nó sửa mấy cây tử rồi. Những cái thử có thể mình làm một cây bonsai con ở dưới. Dạ, chân anh. Dạ, ha. Còn cái trên là cây mẹ. Rồi cái bể đế nó là đường kính là 1,5 m anh em ơi. Hết thiết dây luôn. Đường kính ngang nó 1,5 m ha. 1,5 m. Chiều cao nó là 100 ha. Hoành em đo vị trí này ha, 79. Dạ rồi, 79 rất là to với cô chú. Cái bệ dưới nó có thể còn to. Cái bệ dưới to lắm. Rồi cái này anh em là em không có giá, mấy cái lớn này em không có giá. Anh em có gì là kết bạn Zalo nói chuyện với em ha. Là em để cũng nói cho anh em thôi, nhưng mà cái thằng này á, nếu mà báo giá tiền chi phí nó nặng lắm. Ưu tiên cho những khách ở gần. Dạ dạ, ưu tiên những khách ở gần. Ở gần đây thấy xe tải lên cả chừng 200 km đó, từ đây Sài Gòn là ngon dữ lắm, ngon. Chứ ra ngoài xa lắm. Dạ. Okay. Rồi clip em xin chào anh em ha. Chúc anh em mình khỏe vui vẻ. Dạ rồi, con cũng xin bánh chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.